Chào mừng tất cả các bạn đã đến kênh Quốc Thành AFK. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu về sự kiện mượn tướng mới của Lilith các bạn, và các bạn nên mượn tướng như thế nào để tối ưu hiệu quả trong 7 ngày ha. Đầu tiên thì khi chúng ta vào chỗ mượn tướng, nó chỉ thể hiện cấp bậc này các bạn với số sao, chứ nó không thể hiện xích với nội thất nha. Sau khi chúng ta bấm vào mượn thì nó mới thể hiện nha các bạn. Rồi, và trong sự kiện này thì đối với acc này thì mình mượn sói. Có một cái thú vị trong sự kiện mượn thướng tướng này nè các bạn, đó là tướng các bạn mượn có thể được sử dụng trong thử nghiệm của chúa nha. Do đó thì trong các ải thử nghiệm của chúa các bạn thiếu vị tướng nào thì các bạn có thể mượn vị tướng đó để đi. Ví dụ các bạn thiếu thằng lằn xích 30 nè, hoặc các bạn thiếu sói hoặc thiếu cú trong cái ải bảo vật agi chẳng hạn các bạn, thì mình có thể mượn. Ví dụ ở đây ải bảo vật Agi thì mình đang thiếu một con sói các bạn, và rất may ở đây thì mình đã có sói đó. Ví dụ ở đây bảo vật Agi thì mình đang thiếu sói các bạn, và thế là mình mượn một con sói cho bảo vật Agi. Đa số các bạn là sẽ thiếu sâu rết để đi cô để đi thử nghiệm của chúa các bạn, thì các bạn có thể mượn hoặc là thiếu song sinh đó, thì mình có thể tùy theo team của mình mà mình mượn tướng để đi các ải thử nghiệm của chúa cho dễ. Nói chung là đợt 7 ngày này thì nó cho mượn tướng mà có thể xài trong thử nghiệm của chúa thì ngon quá rồi các bạn. Chồng liên tục vào. Và một lưu ý cho các bạn khi các bạn sử dụng tướng mượn trong sự kiện lần này nha, là cái giá trị con tướng mình mượn được nó sẽ tính trung bình dựa trên những vị tướng mà mình nâng trong pha lê nha các bạn. Nó sẽ tính trung bình. Rồi đối với cái nhiều bạn nào mà nâng nhiều tướng A quá mà không nâng xích cũng như không nâng nội thất thì giá trị trung bình nó sẽ thấp nha các bạn. Xích nội thất nó sẽ thấp. Còn ví dụ như đối với acc này thì nguyên vàng hero xích 30 rất nhiều. 20 vị tướng xích 30 cộng với giá trị nội thất hai hộp là rất cao. Do đó mình mượn con tướng là nó có 5 sao xích 30 và hai hộp luôn. Tuy nhiên một lưu ý nho nhỏ khi các bạn mượn tướng, đó là tướng các bạn mượn nó sẽ không có cổ vật. Đó là tướng mình mượn nó sẽ không có cổ vật, kèm theo đó là nó sẽ không có đồ ngành nha các bạn. Đồ ngành với lại cổ vật nó sẽ không có, nó chỉ có đồ đồ thường thôi các bạn. Thì phần nào đó nó sẽ không mạnh bằng tướng mà mình tự xây. Nhưng mà đối với tướng như này thì mình đã có một công cụ các bạn. Một là để chúng ta đi đi tháp vua. Hai là chúng ta đi map. Và ba là chúng ta có thể xài trong các hành trình kỳ quan, thung lũng sương mù, hoặc là trong đỉnh núi thời gian. Ví dụ như trong hành trình kỳ quan thung lũng sương mù mình thiếu vị tướng nào trong đây. Ví dụ như nó yêu cầu và các vị tướng giống như là Ana, Taxi chẳng hạn các bạn, mình không có thì mình có thể mượn xài. Còn riêng phần mình thì cái khoản mà được sử dụng nhiều nhất trong cái sự kiện mượn tướng lần này, thích nhất trong sự kiện mượn tướng lần này là cái khoản đi thử nghiệm của chú các bạn. Đang thiếu một con sói xịn sò để đi, và thế là nó cho ngay luôn các bạn, quá sướng. Thật sự thì đang thiếu sói để đi thử nghiệm của chúa. Rồi bây giờ thì mình sẽ tận hưởng niềm vui mượn tướng này thôi các bạn.
Và khi chúng ta xài xong, chúng ta có thể bỏ 500 kim cương nó reset hoặc là đợi 2 ngày các bạn. Nếu mà không cần thiết thì các bạn à đợi 2 ngày sau rồi đổi tướng khác các bạn. Oh sorry. Quên nộ một cái là toan liền các bạn. Chạy rồi, lại. Oh yeah. Rồi. Như vậy với các lưu ý trên thì các bạn có thể lựa chọn tướng để mượn nha các bạn. Và đối với các bạn nào còn yếu và chưa có các vị tướng thích hợp để đi thử nghiệm của chúa thì các bạn có thể thử mượn để đi. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Xin chào tạm biệt.